Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 tại nhà riêng ở Hải Phòng, hướng dương 61 tuổi. Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng ông đã từ trần vào hồi 20 giờ 22 phút ngày 22 tháng 8 tại nhà riêng, số 217 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ được thông báo sau. Từ cuối năm 2022, ông Lê Văn Thành vắng mặt trong các hoạt động của chính phủ. Các nhiệm vụ do ông phụ trách được phân công cho một số phó thủ tướng khác đảm nhiệm cho đến nay. Ông Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông trưởng thành từ cán bộ kế toán rồi trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý tại nhà máy xi măng Hải Phòng và đảm nhận vị trí giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng đến tháng 7 năm 2010. Sau đó ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014 và trở thành Chủ tịch thành phố này từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016. Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ông làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng. Ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4 năm 2021 cho đến nay.